Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về vào lọc for trong Java đúng không? Bài này chúng ta sẽ bắt đầu thực hành những thứ chúng ta đã học qua một kiến thức mới luôn, đó là mảng trong Java. Hai kiến thức này thường đi kèm với nhau rất nhiều. Mảng á, thường là phải có vòng lặp, mà vòng lặp á, chả cần mảng cũng được. À, tại vì sao? Nếu nói về đúng á, thì các bạn nên biết qua về môn là môn kiến trúc máy tính. Nó sẽ giải thích cho bạn rõ ràng về cái chuyện là một mảng được tạo ra như thế nào, cách sử dụng một mảng là sao. À, môn đó các bạn kết hợp với cái C hoặc là C cộng cộng á, hoặc là hợp ngữ, các bạn sẽ nhận thấy rõ hơn, được không? Tốt nhất là nên đi kèm với hợp ngữ, các bạn sẽ thấy rõ nhất. Còn bây giờ trong nội dung chúng ta chỉ nói về Java thôi, thì coi như các bạn biết cái chuyện đó nha, còn không biết tìm cách nào đó để học. Ok rồi, thì qua bài này chắc chắn các bạn phải biết về vòng lặp, nếu không các bạn khó mà là học được bài này. Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề mảng là gì, ưu điểm và nhược điểm của mảng, cấu trúc của mảng. Rồi chúng ta đi vào phần đầu tiên, mảng là gì? Mình nói tiếng chuẩn quá vậy. Mảng là tập hợp các đối tượng có cùng kiểu dữ liệu và được lưu trữ gần nhau trong bộ nhớ. Mỗi đối tượng hay được gọi là phần tử. Các phần tử được phân biệt bằng vị trí hay chỉ số phần tử, được bắt đầu tại vị trí 0. Cho bạn coi hình mô tả. Một biến đơn nó như thế này, một mảng là một nùi như thế này, 0, 1, 2, 3, 4. Tức là nó là một biến đơn. Rồi nó đánh số là những hàng liên tục nhau, và nó được đánh dấu bằng hàng đầu tiên. Nó được đánh dấu bằng hàng đầu tiên trong mảng. Việc sử dụng mảng mang ý nghĩa lưu những giá trị liên quan với nhau. Ví dụ như lưu điểm kiểm tra của 30 học sinh trong lớp. Như vậy ta muốn lấy điểm của học sinh nào đó, chỉ cần viết vị trí của học sinh đó trong danh sách mà thôi. Có phải tiện hơn không? Rồi, ưu và nhược điểm của mảng. Ưu điểm là tối ưu có, gom các phần tử liên quan vào chung với nhau, giúp có gọn gàng hơn. Có thể truy cập ngẫu nhiên, do các vị trí ô lưu trữ liên tiếp, ta có thể truy cập ngẫu nhiên bằng chỉ số phần tử dễ dàng và nhanh chóng. Dễ thao tác, quản lý và nâng cấp. Như muốn thay đổi giá trị, các giá trị theo một quy luật, thì ta sẽ tận dụng vòng lặp, xong đổi cái L sau. Nhược điểm, giới hạn về kích thước. Khi sử dụng mảng, ta phải khai báo kích thước lưu trữ của mảng và không thể thay đổi kích thước trong khi đang chạy, hay còn gọi là không thể change in running time. Run time, lúc mà chương trình đang chạy bạn không đổi được. Vùng lưu trữ phải liên tiếp. Đây cũng là ưu điểm mà cũng là nhược điểm. Vì yêu cầu các ô nhớ liên tiếp nên phải tốn không gian bộ nhớ, hoặc đủ ô nhớ nhưng các ô nhớ không liên tiếp nên không khai báo được. Đó là một nhược điểm lớn. Nhưng có một cái là bây giờ bộ nhớ của chúng ta khá lớn nên thường chuyện này hiếm khi xảy ra. Nhưng đôi khi các bạn chạy mà các bạn thấy máy tính của bạn hoặc phần mềm đang chạy tự nhiên nó bị đơ, nó chết queo. Có thể vì lỗi này lắm. Ha. Nhưng ưu điểm của nó là vì các ô nhớ liên tiếp nhau, thành ra tốc độ truy xuất của nó cao. Ha. Đã ưu và nhược điểm. Được chưa? Rồi. Cấu trúc của mảng thì mảng có hai loại, nói đúng hơn là hai loại chính hay sử dụng. Ha. Là mảng một chiều và hai chiều. Còn hai loại của mảng đó là mảng một chiều và mảng đa chiều. Nếu mà nói kiểu này á, thì có thể gom về mảng, nó chỉ là mảng. Mảng có bao nhiêu chiều tùy nó. Mảng này là n chiều, với n bằng 1 thì là mảng một chiều, n bằng 2 là mảng 2 chiều, n bằng 3 là mảng 3 chiều, n bằng 10 là mảng 10 chiều. Được không? Thành ra mảng thì nó là mảng, còn bao nhiêu chiều á, thì tùy bạn. Mảng là một danh sách. Ok, rồi. Nói mảng là một danh sách cũng không đúng, tại vì array collection nó khác nhau. Nhưng mà nói là một danh sách cho các bạn dễ hiểu, tại vì đôi khi cái định nghĩa và mảng á, nghe nó hơi khó hiểu, nhưng nói một danh sách các bạn lại dễ hiểu hơn. À, rồi. Cú pháp khai báo nè. Kiểu dữ liệu, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tên của cái mảng đó, chẳng phải. Đơn giản ha. Cú pháp cấp phát bộ nhớ nè. Tên mảng bằng new, mở ngoặc nhỏ, à không, quên, không có mở nhỏ, new, kiểu dữ liệu, mở ngoặc vuông, kích cỡ mảng và đóng ngoặc vuông, chẳng phải. Cú pháp rút gọn hơn, kiểu dữ liệu,
mở hoặc vuông, đóng hoặc vuông. Cái hoặc vuông mở đóng này nó biểu thị rằng nó là một cái mảng. Tên mảng bằng nêu kỹ liệu, đóng kích cỡ, mở đóng kích cỡ, đóng xong. Coi thử in mở đóng a. Đây là một khai báo một mảng kiểu dữ liệu là in có tên là a. Khởi tạo dữ liệu cho nó, a sẽ bằng một mảng in 3 phần tử, một mảng kiểu in 3 phần tử. Giờ rồi với phần tử bắt đầu từ 0 nha, không phải bắt đầu từ 1. Phần tử đầu tiên của nó bắt đầu từ 0. A0 bằng 5, A1 bằng 2, A2 bằng 1. Phần tử thứ nhất bằng 5, phần tử thứ hai bằng 2 và phần tử thứ ba bằng 1. Khi xuất ra mình dùng một vòng lặp. Có phải vòng lặp của chúng ta có cái y không? Hoặc là for chúng ta có cái y thiếu không? Mà có phải truy xuất là khi truy xuất giá trị của mảng á, muốn truy xuất phần tử thứ bao nhiêu chỉ việc dùng cách như thế này. Gọi tên mảng mở ngoặc vuông, đưa cái index, cái thứ tự của phần tử mình muốn truy xuất vào trong cái ngoặc vuông này là lấy ra thôi. Đơn giản chưa? Đó. Thì ở ví dụ này nè, có một cái lưu ý đó là cây tim đã sử dụng a.len là một thuộc tính của mảng, giúp ta có biết được kích cỡ của mảng. Đây, a.len nó giúp ta sử dụng một loại for. Ta thấy khi ta thử in ra mảng a thì nó cho kết quả là một nùi gì đó. Vì mảng không phải kiểu dữ liệu nguyên thủy, mảng là kiểu dữ liệu tham chiếu. Ý nghĩa kết quả như sau. Mẫu hoặc vuông y có nghĩa đây là mảng thuộc kiểu int, tượng trưng là bằng chữ y. A cộng gì đó đây tùy thuộc vào GVM đưa ra, nhưng thường là địa chỉ lưu trữ của đối tượng. Đây là địa chỉ lưu trữ. Giờ cú pháp khởi tạo cho mảng nè, đây là bla bla đây, coi luôn có cho nhanh. Đây có cái mảng chúng ta vừa khai báo và chúng ta vừa khởi tạo luôn, bằng từng phần tử kiểu dữ liệu là cha, đúng không? Đây nè, danh sách của chúng ta, danh sách này chúng ta có gì? Ký tự thứ nhất, ký tự thứ hai, ký tự thứ ba, hay là phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, một nùi phần tử nằm chống, cặp dấu hoặc nhỏ, cách nhau bởi dấu phẩy, và kiểu dữ liệu của từng phần tử trong đây phải đúng với kiểu dữ liệu chúng ta khai báo. Xong là chúng ta đã có thể khởi tạo được mảng. Riêng kiểu dữ liệu cha đặc biệt hơn là có thể in ra toàn bộ giá trị bằng cách print trực tiếp mảng, mảng đa chiều. Cũng như mảng một chiều dùng để lưu trữ các giá trị với nét tương đồng, thì mảng đa chiều chỉ là tăng số chiều lưu trữ nhiều chiều hơn, hay còn gọi là ma trận. Thường thường á, ta hay sử dụng mảng hai chiều. Cái tim sẽ nói hai chiều là chính cho các bạn dễ hình dung ha. Trong ma trận hai chiều ta hay gọi chiều thứ nhất là hàng, còn chiều thứ hai là cột như thế này. Thấy không? Thì ở đây nè, thằng đầu tiên là không. Thằng ở vị trí ít y, vị trí easy rồi. Ở chiều thứ nhất, vị trí thứ nhất của thằng đó. Bạn cứ tưởng tượng bạn có mảng một chiều, dễ hiểu rồi đúng không? Bây giờ tưởng tượng nè, các người quen của bạn, bạn bè của bạn trong lớp bạn chẳng hạn, xếp thành một hàng, thì đó là mảng một chiều. Xong tiếp tục, các cái bạn mà xếp vào hàng đó rồi, lấy tiếp tục người trong gia đình của những người đó, xếp thành một hàng phía bên tay trái chẳng hạn, của các người đó, mỗi người lại xếp bên tay trái nhau, bên tay trái nhau, bên tay trái nhau, hoặc bên tay phải với nhau. Được chưa? Xếp hết ra như vậy thì chúng ta có phải là với mỗi một bạn trong lớp chúng ta lại có thể truy xuất ra từng người thân trong gia đình không? Đó chính là một biểu thị của mảng hai chiều. Được chưa? Hay người ta hay gọi kiểu đó là mảng lồi lõm. Tại vì sao? Vì á, kích thước của chiều thứ nhất nó bằng nhau, nhưng kích thước của chiều thứ hai không bằng nhau. Có thể có người trong gia đình chỉ có người đó và ba mẹ, có thể có người trong gia đình chỉ còn ba và mẹ, hoặc có người trong gia đình có tới 7 anh chị em, đúng không? Đó, mảng hai chiều nó sẽ được gọi là ma trận hai chiều khi mà kích thước nó tạo ra một hình chữ nhật, nó fill, nó lấp đầy hết các vị trí, được chưa? Giống như Excel đó. Rồi, đây là biểu thị của mảng hai chiều mà chúng ta hay sử dụng. Ok, cú pháp khai báo nè, kiểu dữ liệu đó, cho thêm cái ngoặc vuông như nữa, cho thêm cái cục ngoặc vuông như nữa, có phải là thành chiều nữa không? Mà muốn bạn muốn thêm bao nhiêu chiều bạn cứ thêm ngoặc vuông vô, thêm mệt mỏi vô, được chưa? Mà cũng tên mảng rồi bằng new kiểu dữ liệu kích cỡ là lo đó thôi. Kích cỡ chiều thứ nhất, kích cỡ chiều thứ hai, thêm vô, kích cỡ chiều thứ ba, chiều thứ tư, chiều nào. Rồi cú pháp khởi tạo cũng kiểu như vậy, nó hơi khác một xíu nữa là nó thêm dấu phẩy vô cho từng cụm.
lòi ra đấy, khởi tạo mảng hai chiều đó. Rồi có cái giá trị sẵn như thế này nè, được xuất ra ra cái mai chọn cho bạn dễ đúng không. Lưu ý là thực ra trong Java có thể khai báo mảng theo hai cách, in A hoặc in A, hai kiểu chức năng đều như nhau nên các bạn có thể dùng cách nào cũng được. Tuy nhiên do người ta khuyên viết cách đầu hơn nên cái team quyết định viết bài cái đó. Rồi bài này cái team đã giới thiệu cho các bạn về vào lập for về mảng trong Java. Bài sau cái team sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn vòng lập for each trong Java. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận và góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube, bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể để lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu và website chính thức của How Cái Team, đó là howcaiteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó, ở đây các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn, các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm, các bạn học rất là nhiều. Rồi thử vào một khóa, mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy. Các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng, có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và số code ở những bài hướng dẫn này. Rồi các bạn hoàn toàn có thể click quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp rồi đặt câu hỏi ở đây chẳng hạn, nhấn tiếp tục, chọn chủ đề bạn cần, viết tiêu đề của bạn giả sử như là cách đọc xuất file trong C#, rồi đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây, có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok, nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.howcaiteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok, tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage How Cái Team ngay tại đây, nó sẽ lòi ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của How Cái Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta, Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.